Kính chào các bạn ngày hôm nay 14 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bò Trung Quốc Philippines quay về với Mỹ. Việc Tổng thống Philippines Duterte đồng ý dành cho Hiệp ước quân sự Mỹ cơ hội thứ nhì dù ông ta không có thiện cảm với Washington cho thấy mối quan hệ của ông với Trung Quốc đang có những bất đồng sau 4 năm, các nhà phân tích tin là như vậy. Bộ trưởng Ngoại giao của ông Duterte vào ngày 3 tháng 6 đã loan báo rằng Philippines sẽ kéo dài ít nhất tới cuối năm nay thỏa thuận về việc cho các lực lượng thăm viếng của Mỹ qua lại. Hồi tháng 2 năm 2020, chính phủ Philippines đã tuyên bố sẽ chấm dứt hiệp ước có từ 21 năm nay mà qua đó quân đội Mỹ được tự do đến Philippines để tập trận chung. Đây là hình ảnh Tổng thống Philippines Duterte. Washington xem Philippines như một vị trí chiến lược trong bất kỳ cuộc xung đột nào ở Đông Á. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Theodore nói tại cuộc họp báo tuần trước rằng những căng thẳng lên cao giữa các cường quốc tại châu Á đã thúc đẩy chính phủ ông giữ lại hiệp ước vai trò của Biển Đông. Trung Quốc, nước có quân đội lớn nhất ở châu Á và đang tranh chấp chủ quyền trên biển với Philippines, đã trở thành một mối đe dọa trong nửa năm nay, các học giả trong vùng đã nói như vậy. Và Bắc Kinh đã để cho một đội tàu đánh cá đến gần những hòn đảo nhỏ tại Biển Đông do Philippines chiếm đóng, gửi một tàu thăm dò tới một phần của vùng biển này mà Malaysia tuyên bố có chủ quyền, đã khiến cho Mỹ phải thực hiện 4 cuộc hành quân tự do hàng hải. Tất cả góp phần vào ý niệm là đây không phải là thời điểm thuận lợi để mất cảnh giác. Jay Battle, giáo sư các vấn đề hàng hải quốc tế tại Trường Đại học Philippines đã nói như vậy. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền khoảng 90% trên Biển Đông, trùng lập với một phần vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Philippines cũng từng là thuộc địa của Mỹ. Chính phủ Mỹ nói Biển Đông phải được mở rộng quốc tế. Manila và Washington cũng bị ràng buộc bởi một hiệp ước phòng vệ hỗ tương. Hơn 100 tàu của Trung Quốc đã bao vây những hòn đảo nhỏ do Philippines đóng quân hồi năm ngoái. Vào năm 2013, chiến hạm hai nước đối đầu tại bãi cạn Sabugos, dầu tài nguyên cá. Tổng thống Duterte làm các nhà lãnh đạo thế giới và chính người dân của ông ngạc nhiên khi vào năm 2016, bằng cách bỏ qua một bên những tranh chấp chủ quyền trên biển để theo đuổi một chính sách thân thiện mới với Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Duterte vẫy tay với giới truyền thông sau buổi lễ chào mừng tại cung điện ở Manila, Philippines vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Trung Quốc đã đáp lại lời hứa viện trợ nhiều tỷ đô la và đầu tư bao gồm 150.000 bộ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán và 70.000 khẩu trang N95 đã được đề nghị trong tháng trước. Tổng thống Philippines chống lại ảnh hưởng của Mỹ tại nước của ông. Ông cũng bác bỏ những chỉ trích của Mỹ về chiến dịch bài trừ ma túy của Philippines và phản đối việc Mỹ thu hồi vào tháng 1 visa cấp cho cựu tư lệnh cảnh sát Philippines Ronald, hiện là một thượng nghị sĩ, nhân vật chính trong chiến dịch bài trừ ma túy được đánh giá bằng những vụ sát hại không mang ra tòa xét xử tại Philippines. Tuy nhiên, giờ đây ông Duterte lại tin vào quân đội của Mỹ hơn là lực lượng vũ trang của Trung Quốc. Ông Alexander Huok, giáo sư về nghiên cứu chiến lược tại Trường Đại học Tham Khang ở Đài Loan, nói rằng người dân bình thường ở Philippines cũng như các nhân viên quân sự cao cấp thích Hoa Kỳ là đồng minh hơn là Trung Quốc. Và bên cạnh đó, viêm phổi Vũ Hán cũng được cho là một yếu tố. Trong trường hợp có xung đột, quân đội Philippines cần được yểm trợ, đặc biệt là hiện nay khi quân đội đang giúp cảnh sát quốc gia đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông Ban Thong Kako nói, nếu thỏa thuận về lực lượng thăm viếng chấm dứt, quân đội Mỹ chỉ có thể vào Philippines khi có phép đặc biệt. Và Philippines có thể gia hạn thỏa thuận như một công cụ thương thuyết. Ông Stephen Nagy, phó giáo sư về chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Trường Đại học Cơ đốc Quốc tế ở Tokyo đã nói như vậy. Và Tổng thống Duterte có thể yêu cầu quân đội Mỹ huấn luyện thêm hay mang một số khí tài khi ghé thăm. Ông nói, Trung Quốc, cựu đối thủ chiến tranh lạnh của Mỹ, có thể bước vào với nhiều trợ giúp như một đối trọng. Và thông tin cho biết thêm, có thể việc đảo ngược này chỉ có thể là một phương thức để làm cho Hoa Kỳ nhượng bộ thêm hay là có thể giúp thực sự cho họ lo ngại về Trung Quốc. Ông Derek Grossman, nhà phân tích kỳ cựu thuộc Viện Nghiên cứu tại Mỹ đã nói như vậy. Đây là hình ảnh các tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz trong vùng biển quốc tế trong cuộc diễn tập 3 tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương.
và 3 tàu sân bay Mỹ cùng xuất hiện tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thông điệp nào cho Trung Quốc? 3 tàu sân bay Mỹ cùng lúc tuần tra vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương lần đầu tiên sau gần 3 năm trôi qua, một động thái có tính cách phô trương lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ trong một khu vực đang có căng thẳng với Trung Quốc. Và cũng là một dấu hiệu cho thấy Hải quân Hoa Kỳ đã lấy lại sức mạnh sau những ngày đen tối vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Và sự xuất hiện có hơi bất thường của 3 tàu sân bay Mỹ cùng các tàu tuần dương, tàu khu trục, máy bay chiến đấu và các máy bay khác diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ đang leo thang những lời chỉ trích nhắm vào phản ứng của Bắc Kinh trước vụ bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán và các động thái của Trung Quốc siết chặt kiểm soát Hồng Kông và tăng cường quân sự hóa các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp và xây dựng trong Biển Đông. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, chuẩn đô đốc Stephen Queller đã nói: "Nhóm tác chiến tàu sân bay là biểu tượng của sức mạnh phi thường của Hải quân Mỹ và ông cảm thấy tự hào vì sự có mặt của 3 tàu sân bay trong khu vực ở lúc này." Cũng vào hôm thứ Năm, các tàu chiến của 3 nhóm tác chiến sân bay đã được trải rộng trên khắp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến của tàu sân bay đang hoạt động ở biển Philippines gần đảo Guam. Nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Nimitz đang ở Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ Tây Hoa Kỳ. Trong khi đó, tàu USS Ronald Reagan đã rời cảng ở Nhật Bản và đang hoạt động ở biển Philippines. Các tư lệnh hải quân Mỹ cũng lưu ý rằng hàng chục tàu hải quân của Mỹ đã hoạt động trên khắp Thái Bình Dương từ lâu, nhưng sự có mặt của 3 nhóm tác chiến tàu sân bay có lẽ đánh đi một thông điệp mạnh mẽ về sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và đối với các đồng minh. Chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ coi Trung Quốc là mối quan tâm an ninh hàng đầu và các nhà lãnh đạo của ngũ giác đài dồn nỗ lực để huy động thêm nhiều nguồn lực và khí tài quân sự tới khu vực để chống lại điều mà họ cho là ảnh hưởng đến kinh tế và khả năng quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh ở đây. Và chuẩn đô đốc Stephen Queller, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, nói khả năng hiện diện một cách mạnh mẽ là một phần trong cuộc cạnh tranh này. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh ESI đã công bố hình chụp ngày 3 tháng 5 cho thấy các máy bay KJ-500, KQ-200 và Z-8 hiện diện ở bãi đá chữ thập. Thời gian qua, Trung Quốc đã xây dựng hạ tầng như nhà chứa máy bay, đường băng, lắp đặt hệ thống radar và triển khai các loại tên lửa, đối không, đối hạm, ba bãi đá chữ thập, Vành Khăn và Subi. Đây là những bãi đá trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Trao đổi với hãng thông tấn AP, ông Queller đã nói Trung Quốc đang dần dà xây dựng các tiền đồn quân sự ở Biển Đông một cách có kế hoạch, lắp đặt các hệ thống tác chiến, tên lửa và điện tử tại những nơi này. Và gần đây nhất, Trung Quốc đã điều máy bay đến đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa. Ông Queller cho biết thêm, các tàu sẽ tiếp tục hợp tác với đồng minh và đối tác trong khu vực, thực hiện các cuộc tập trận trên biển và tuần tra các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Và câu hỏi được cho rằng ai có lợi nhất trong việc Philippines hoãn quyết định nhận định về việc trì hoãn chấm dứt thỏa thuận thăm viếng với Hoa Kỳ? Giáo sư Cathay đã nói, chính thức thì Tổng thống Duterte giải thích quyết định này để đáp lại đề nghị hỗ trợ Philippines chống lại đại dịch của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu chính trị của Việt Nam và giáo bang quốc tế vạch ra là việc Tổng thống Duterte quay về với Trung Quốc trong 4 năm qua không mang lại lợi ích kinh tế gì cho Philippines như dự đoán ban đầu. Và lập trường ủng hộ Bắc Kinh của Duterte cũng đã không ngăn cản được Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy việc khẳng định quyền kiểm soát các đảo và vùng biển mà Philippines đã tuyên bố chủ quyền của họ. Và trao đổi với đài BBC tại London qua email từ Canberra, Úc vào hôm 4 tháng 6, giáo sư Cathay nói rằng đồng thời Hoa Kỳ cũng đã hết sức cố gắng để không cho mối quan hệ song phương xấu đi đến mức rạn nứt. Giáo sư Cathay nói tiếp, Tổng thống Trump đã đích thân và nhiều lần mời Tổng thống Duterte đến thăm Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã làm rõ cam kết của Hoa Kỳ đối với Philippines ở Biển Đông theo Hiệp ước Phòng thủ lẫn nhau, được ký vào năm 1951. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã chấp thuận việc bán một loạt vũ khí tiên tiến trị giá tới 2 tỷ đô la cho Philippines. Đây là hình ảnh hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS John Kennedy cùng với tàu hỗ trợ trong tuần tra đã tham gia các cuộc diễn tập quân sự ở vùng biển Philippines trong một động thái nhằm phô diễn sức mạnh, thể hiện cam kết an ninh khu vực từ hồi tháng 11 năm 2018. Tóm lại, đã có sự phản đối trong chính phủ của Philippines cùng cả các quan chức quốc phòng cấp cao về việc chấm dứt VFA với Hoa Kỳ.
cũng đã có sự phản ứng về mặt pháp lý của các thượng nghị sĩ, những người tìm kiếm phán quyết của tòa tối cao về việc liệu Tổng thống Duterte có quyền thu hồi Hiệp định VFA mà không có sự chấp thuận của Quốc hội hay không. Và cuối cùng thì dư luận Philippines trở nên bất mãn với Trung Quốc trong khi tỷ lệ thân Mỹ lên cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á trong cuộc trưng cầu dân ý gần đây. Và việc trước đó Tổng thống Duterte đã đưa ra thông báo 180 ngày về việc chấm dứt Hiệp định VFA là một phản ứng giận dữ trước việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối cấp visa cho Thượng nghị sĩ Ronald Barton, thân thiết với Tổng thống Duterte. Và chỉ có thể suy đoán rằng các nhà ngoại giao Mỹ ở cả Manila và Washington đã có các cuộc đàm phán bí mật để loại bỏ sự việc gây khó chịu đặc biệt này. Đồng thời, các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ có lẽ cũng đã làm việc hết tốc lực để tìm ra cách thức và phương tiện để củng cố liên minh giữa hai bên thông qua các chương trình đào tạo. Câu hỏi đã được đặt ra với giáo sư này là giáo sư nghĩ Bắc Kinh sẽ phản ứng thế nào và họ có thể làm gì để trừng phạt Philippines vì quyết định này. Giáo sư Cathay nói tiếp, Bắc Kinh sẽ tính toán đường dài, Trung Quốc sẽ tinh tế trong vụ việc gây áp lực lên Philippines. Trung Quốc sẽ nhử củ cà rốt trong quan hệ kinh tế trong khi vẫn tiếp tục gây áp lực ở biển Tây Philippines. Và Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Philippines trong việc chống lại mối đe dọa của viêm phổi Vũ Hán. Và Trung Quốc cũng có thể chơi thẻ bài vành đai và con đường bằng cách thông báo hỗ trợ tài chính cho dự án xây dựng của Duterte vào thời điểm thích hợp. Đây là hình ảnh của tàu Than Di Hải Công vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để lắp đặt cáp ngầm. Con tàu này của Trung Quốc thì đã được cơ bản hoàn tất việc lắp cáp ngầm cho cụm các đảo phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa và đang tiến hành lắp cáp cho cụm đảo phía tây. Trong khi đó, bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc sẽ tận dụng những nhược điểm của Hoa Kỳ, sự lây lan của virus corona trong hải quân Hoa Kỳ và tình trạng bất ổn dân sự ở nước này. Trung Quốc sẽ lập luận rằng Hoa Kỳ là một đồng minh không đáng tin cậy. Và Trung Quốc sẽ thể hiện sự kiềm chế trong các hành động công khai trong khi tiếp tục thách thức các tàu hải quân và máy bay quân sự của Philippines khi họ đi qua biển Tây Philippines. Và Trung Quốc cũng sẽ duy trì sự hiện diện của cái gọi là ngư dân của họ ở vùng biển quanh Pakakas. Và việc tạm hoãn chấm dứt VFA trong 6 tháng có thể được kéo dài thêm 6 tháng nữa nếu không đạt được thỏa thuận, đồng hồ sẽ được đặt lại và việc chấm dứt sẽ được tiếp tục. 6 tháng tới đây sẽ là khoảng thời gian tế nhị khi Manila và Washington đang tìm cách để hướng tới tương lai. Và nếu hiệp định VFA không bị bãi bỏ, sự hồi sinh của Liên minh Hoa Kỳ và Philippines sẽ góp phần ổn định Biển Đông. Sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Philippines theo thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng sẽ đóng vai trò như một biện pháp răn đe, đặc biệt là sau cam kết bằng lời là sẽ khởi động hiệp ước phòng thủ lẫn nhau đến lực lượng quân đội Philippines bị tấn công. Hoa Kỳ có thể hỗ trợ nhận thức về lĩnh vực hàng hải, huấn luyện lực lượng vũ trang của Philippines để bảo vệ lãnh thổ và bằng cách duy trì sự hiện diện của lực lượng hải quân và không quân Hoa Kỳ tại đây. Và sự hồi sinh của mối quan hệ quốc phòng tốt giữa Philippines và Hoa Kỳ có thể thu hút sự hỗ trợ từ Nhật Bản và Úc và các cường quốc hàng hải khác cho sự cam kết các hoạt động hải quân ở Biển Đông. Việt Nam, Malaysia và Indonesia đều được hưởng lợi từ trấn an này của Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ ít phải đối mặt hơn với áp lực cho hải quân Hoa Kỳ quyền truy cập nhiều hơn vào các cảng của mình. Và Hoa Kỳ gần đây đã gửi công hàm Liên Hiệp Quốc phản đối và thách thức yêu sách của Trung Quốc đối với các quyền lịch sử cũng như việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với các đảo ở vùng Biển Đông. Và sự can thiệp gần đây của Hải quân Hoa Kỳ vào vùng biển ngoài khơi phía đông Malaysia thể hiện hỗ trợ việc thăm dò dầu khí trước sự quấy rối của Trung Quốc đã bày tỏ sự khuyến khích rằng Hoa Kỳ sẽ làm điều tương tự nếu Trung Quốc thách thức bất kỳ hoạt động thăm dò dầu khí nào ở vùng biển Việt Nam gần bãi Tư Chính. Và Việt Nam và Indonesia sẽ được khích lệ bởi thách thức pháp lý của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vì điều này củng cố đệ trình của họ lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2020 với bản tin Bỏ Trung Quốc, Philippines quay về với Mỹ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de